Hồ Gia Hùng mờ nhạt sau khi rời nhóm HKT và nổi lên với những phát ngôn gây sốc. Không còn ánh hào quang, Hồ Gia Hùng chọn cho mình lối đi riêng và nổi tiếng theo một cách khác. Hồ Gia Hùng từng là ca sĩ của nhóm HKT. Sau khoảng thời gian rời nhóm, Hồ Gia Hùng có cuộc sống khá khó khăn, thậm chí khi anh quay lại con đường ca hát cũng không mấy ấn tượng. Nhưng từ sau khi phát ngôn về việc thành viên TT hẹn hò cùng ca sĩ Nhật Kim Anh đã khiến cho tên tuổi của anh được công chúng biết đến và bàn tán vô cùng nhiều. Hồ Gia Hùng tên thật là Hồ Chí Hùng, sinh năm 1993 tại Long Xuyên, An Giang. Anh cùng với TT và Lý Tuấn Kiệt lập thành nhóm HKT vào năm 2005. Trong nhóm, anh là người nhỏ tuổi nhất và đảm nhận vị trí hát chính. Năm 2016, Hồ Gia Hùng rời nhóm khiến cho nhiều fan hâm mộ ngỡ ngàng. Chia sẻ về quyết định của mình, Hồ Gia Hùng cho hay vì áp lực quá lớn trong nghề và bế tắc trong chuyện gia đình. Sau thời gian rời nhóm, nam ca sĩ đối mặt với nhiều khó khăn khi bị tai nạn gãy quai hàm. Bên cạnh đó, ba anh còn nợ nần vì cờ bạc. Sau đó thì Hồ Gia Hùng chật vật kiếm sống từ việc mở quán bún đậu mắm tôm, nhận giao hàng. Thế nhưng nhiêu đó thì không đủ cho anh xoay sở khi có những khoản nợ, những chi phí bất ngờ phát sinh. Sau 2 năm, Hồ Gia Hùng trở lại Sài Gòn nhưng vẫn chưa thực sự tạo dấu ấn. Vào thời gian này đã có nhiều dòng nhạc và ca sĩ trẻ trở nên nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Hồ Gia Hùng trở thành cái tên mờ nhạt. Anh chủ yếu biểu diễn ở những hội chợ, sân bóng, sự kiện nhỏ. Năm 2017, Hồ Gia Hùng đã cho ra mắt MV ca nhạc riêng và cả phim ngắn nhưng cũng không thực sự gây được nhiều sự chú ý với công chúng. Vẫn đi một thời gian, Hồ Gia Hùng đã có sự lột xác về ngoại hình, trông anh điển trai, phong độ và ăn mặc hiện đại hơn. Hiện tại thì cuộc sống của anh đã đỡ vất vả hơn, lo được kinh tế cho bản thân và còn tập tành kinh doanh. Ngoài ra, Hồ Gia Hùng còn đang quen với một cô gái xinh đẹp tựa như hot girl, có ngoại hình vô cùng nóng bỏng, là con tiểu thư nhà có điều kiện. Vào tối ngày 27 tháng 7, Hồ Gia Hùng livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu như anh chàng không nói đến việc TT đang hẹn hò với Nhật Kim Anh. Thông tin anh đưa ra nhanh chóng gây sóng gió cộng đồng mạng. Không chỉ nói đến TT và Nhật Kim Anh, Hồ Gia Hùng còn gọi MC Trấn Thành bằng thằng. Đụng đến thằng Trấn Thành sân si, fan sợ Trấn Thành kiếm đến mình kiều vợ. Anh đưa số nhà cho tới, Trấn Thành thì tới đây. Sau đó, Hồ Gia Hùng vẫn rất bình tĩnh tiếp tục livestream với thái độ bình thản. Còn nhân vật chính được nhắc đến là Nhật Kim Anh cũng lên tiếng về điều mà cựu thành viên HKT nói đến. Cụ thể, Nhật Kim Anh cho rằng Hồ Gia Hùng đang dựa hơi để được nổi tiếng. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ thêm: "Tôi đã nhận đỡ đầu cho TT, nên việc tôi nâng đỡ em kể từ khi về công ty là điều trong giới ai cũng biết." Cô cũng chia sẻ TT và vợ cũ của em ấy đã chia tay từ lâu và chuyện của hai người đó không liên quan tới tôi. Rất mong mọi người hãy đón nhận thông tin trọn lọc. Bên cạnh đó, TT cũng đáp trả bằng một bài viết khá dài, cũng như lên tiếng đòi kiện Hồ Gia Hùng nếu như anh không lên tiếng xin lỗi. Vụ việc hiện vẫn chưa hạ nhiệt, thế nhưng có rất nhiều fan bên vực TT và Nhật Kim Anh. Còn sự thật sẽ ra sao thì chúng ta cần phải chờ thời gian để biết rõ hơn.